Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thay lớp tham nhũng này bằng lớp tham nhũng khác Tổng trọng bất lực Tại Hà Nội, khi ông Nguyễn Đức Trung bị bắt thì ông Trung Ngọc Anh lên thay Ông Trung Ngọc Anh lên thay chẳng được bao lâu thì cũng bị bỏ tù vì dính đến đại án Việt Á Nếu xét trước đó, ông Nguyễn Thế Thảo hạ cánh an toàn nhưng sai phạm của ông này để lại trong thành phố là rất lớn Dẫu Nguyễn Đức Trung thay ông Nguyễn Thế Thảo cũng sai phạm tiếp. Câu chuyện này đâu chỉ xảy ra với thành phố Hà Nội mà nó cũng xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải để lại sai phạm thủ thiêm với an khất ngất trời. Người thay ông Lê Thanh Hải là ông Linh La Thăng cũng chẳng sạch sẽ gì. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng bị kỷ luật. Vào ngày 3 tháng 6, ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng đã ký các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt đảng đối với ông Cao Tiến Dũng. Trước đó, ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cũng đã bị C03 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội, nhận hối lộ. Cùng bị bắt với ông Thái khi đó cũng có ông Trần Địch Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Còn rất nhiều trường hợp khác cho thấy sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò, ông lại thay vào những vị trí trống bằng những người tham nhũng như vậy. Thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có người trong sạch để mà thay thế người đã nhúng chạm. Tham ô ở Việt Nam đã phát triển đến mức không thể diệt. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều nhóm lợi ích và trong mỗi nhóm lợi ích đấy thì mỗi cá nhân chỉ là mắt xích mà thôi. Việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng là đục bỏ một mắt xích trong bộ máy tham nhũng và khi thay thế mắt xích đó bằng một cá nhân khác, bộ máy tham nhũng lại hoạt động, vận hành trơn trù như cũ. Hồi tháng 10 năm 2022, ông Linh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bị bắt. Ông Nguyễn Phú Trọng nhiệt tình chống tham nhũng và ông cũng viết sách chống tham nhũng, coi đó là một loại tư tưởng để đưa vào đại học bắt sinh viên phải gặp cho hết. Việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là cách chống của người có quyền cao nhất đối với quan chức dưới quyền. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chống tham nhũng dễ dàng. Còn với sinh viên mà trong đó đa phần là thường dân thì họ có dám chống tham nhũng hay không? Nếu dám tố tham nhũng thì sẽ bị chủ dập. Ai dám đây? Thực tế trò chơi chống tham nhũng chỉ là trò chơi dành cho ông Tổng Bí Thư chứ không dành cho quan chức cấp cơ sở. Bởi quyền lực không đủ lớn mà bày đặt chống tham nhũng thì không khéo lại bị tham nhũng quật lại cho mất ghế. Còn nhớ vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, thành trà chính phủ, phát biểu về công tác phòng chống tham nhũng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng. Tại Hội nghị chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Đạt nói rằng chống lại có khi chúng tôi chết trước. Và câu nói đó phản ánh thực tế là rằng việc chống tham nhũng chỉ là việc dành riêng cho ông Tổng Bí Thư. Tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh đến mức không ai dám chống ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Chống tham nhũng mà thay tham nhũng này bằng tham nhũng khác thì chẳng khác nào dã tràng xe cát cả. Cái được cho dân không có trước khi chống tham nhũng thì Đảng Cộng sản là Đảng tham nhũng. Sau khi chống tham nhũng thì Đảng Cộng sản cũng vẫn là Đảng tham nhũng. Lẽ ra để làm sạch Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng cần tạo ra quan chức trong sạch để mà thay thế. Tuy nhiên, việc tạo ra quan chức trong sạch là bất khả thi đối với ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thật mà Đảng Cộng sản cần phải thừa nhận là Đảng này không thể tạo ra con người trong sạch được. Tuy nhiên, nếu thừa nhận thực tế đó thì chế độ lung lay. Khi nắm quyền cai trị toàn dân Việt Nam, Đảng Cộng sản đã dựng lên bộ máy tuyên truyền khổng lồ mục đích của nó là tạo ra những giá trị tốt đẹp nhưng không có thật để vẽ mặt nạ cho đảng nhờ đó toàn đảng an tâm đục khét của toàn dân để mà tư lợi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin thay lớp tham nhũng này bằng lớp tham nhũng khác ông tổng bất lực Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Trân Quang lấy thước cộng sản đo giá trị của Đức Phật. Vào năm 2014, trong bài giảng Biển Đông dậy sóng, thượng tọa thích trưng quang có nói trung quốc là anh việt nam là em việc lý thường kiệt mang quân đánh trung quốc vào thời nhà lý là hơi hỗn đây là một tư tưởng độc hại bởi nó truyền bá tư tưởng phục tùng phương bắc chấp nhận bị sai khiến điều đang nói là trong giới phật tử rất nhiều người tin mù quáng nếu không có lý thường kiệt và những anh hùng khác đánh tàu diệt quân xâm lược thì liệu rằng ngày nay có thích trân quang ngồi đấy để thuyết giảng về thứ anh em hữu hảo bất bình đẳng với giặc phương Bắc hay không. Lên Youtube đánh từ khóa Thích Trần Quang, Lý Thương Kiệt mang quân sang Trung Quốc là hỗn, thì sẽ nghe được lời giảng của ông Thích Trần Quang. Ông Thích Trần Quang tự nhận mình là cháu của ông Hồ Chí Minh và ông ta có vị thế nhất định trong xã hội cộng sản này. Không biết ông Thích Trần Quang có theo tư tưởng Hồ Chí Minh hay không, nhưng rõ ràng hành động của ông hồ chí minh lúc sinh thời cũng là phục tùng trung quốc và việc ông phạm văn đồng thủ tướng của nước việt nam dân chủ cộng hòa đã ký công hàm thừa nhận trung quốc tuyên bố chủ quyền với hai quần đảo hoàng sa và trường sa cũng là thứ tư tưởng phục tùng trung quốc hai tay dâng biển đảo cho cái gọi là đảng cộng sản anh em rõ ràng hành động của lý thường kiệt xưa kia và hành động của ông hồ chí minh là trái ngược hoàn toàn. Có lẽ đứng trên tư tưởng Hồ Chí Minh, ông Thích Trân Quang đã xem Lý Thường Kiệt là hỗn với quan thầy của Đảng Cộng sản. Xuất phát từ Đảng Cộng sản, bệnh háo danh đã lan tỏa đi khắp nơi. Trong khi những vị anh hùng dân tộc tiêu diệt Hitler như Churchill hoặc Anh Quốc hay De Gaulle của Pháp không đòi hỏi ai phải thừa nhận họ là danh nhân này hay danh nhân nọ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại địa đơn lên UNESCO, xin công nhận ông Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Đây chính là thói háo danh đặc trưng của Đảng Cộng sản. Muốn phải có danh này, danh nọ, nhưng UNESCO lại không công nhận. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản vẫn phao tin với toàn dân là UNESCO công nhận ông Hồ là doanh nhân văn hóa thế giới. Một đề xuất thể hiện tính hám danh. Ông Thích Trần Quang là sư quốc doanh, ông là người thuận theo đảng mà đặc biệt là thuận theo tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông cũng là một nhà tu Phật giáo. Nếu nhà tu đích thực thì họ chỉ chú tâm thuyết giảng Phật Pháp để cho xã hội tốt đẹp hơn. Con người đến với hạnh phúc một cách bình dị, không xa, phủ phiếm. Ông Thích Trần Quang thì lại khác, con người nặng về tư tưởng chính trị mà là chính trị độc hại kiểu cộng sản. Mới đây, Thượng tọa Thích Trần Quang lên báo nói rằng, ông đưa ra đề xuất UNESCO công nhận sự giác ngộ của Đức Phật là di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý giá. Có vẻ như ông Thích Trân Quang muốn giá trị mà Đức Phật giác ngộ được trao tặng danh hiệu như Đảng Cộng sản Việt Nam đòi danh hiệu cho ông Hồ Chí Minh chẳng. Với cách đề xuất như thế, rõ ràng ông Thích Trân Quang đang dùng thước hẹp của người Cộng sản để đo giá trị của Đức Phật. Những giá trị của Đức Phật để lại là con đường dành cho người đời sau trải qua 26 thế kỷ, nó vẫn sừng sững và phát triển. Đức Phật có cần công nhận đâu. Những ai đến với giác ngộ thì tự thấy giá trị to lớn của nó. Thực tế những người thấy được giá trị to lớn của sự giác ngộ phải là những người đã bỏ được ba chữ tham, sân và si. Với tâm thức muốn được danh hiệu này, danh hiệu nọ thì rõ ràng trong tâm thức của ông Thích Trần Quang đang mang rất nặng chữ tham. Trong trường hợp này, ông đang tham giành. Phật giáo đã bị biến thành công cụ mới và phát sinh khẩu hiệu đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Cây thước mà đảng cộng sản Việt Nam là cây thước tham, cây thước sân và cây thước xì. Những cây thước này không đủ tư cách để đem ra đo những giá trị mà Đức Phật để lại. Phật giáo đích thực không có bất kỳ một điểm chung nào với Cộng sản. Một khi đứng dưới Cộng sản, đứng trước Cộng sản thì đấy là một tổ chức công cụ đội lốt tôn giáo mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thích Trân Quang lấy thước Cộng sản đo giá trị của Đức Phật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de